vị có thể nhận ra, đó chính là tuyến đường quốc lộ N1 tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Chào mừng quý vị xem video cập nhật tiến độ dự án xây dựng bờ kè kênh Vĩnh Tế trên tuyến đường quốc lộ N1 tại địa bàn huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Tuyến quốc lộ N1 là trục giao thông đường bộ chạy sát biên giới Tây Nam Bộ. Đầu tuyến quốc lộ N1 kết nối vào điểm cuối của tuyến quốc lộ 14C và có điểm cuối kết thúc tại quốc lộ 80, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, đi qua các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang. Còn kênh Vĩnh Tế là một dòng kênh chảy qua địa phận hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kênh Vĩnh Tế cùng kênh Nhà Lê là hai con kênh đào lớn nhất trong lịch sử Việt Nam chúng ta. Trong video hôm nay tôi sẽ ghi hình một đoạn công trình đang thi công gửi đến quý vị và các bạn cùng xem. Trên địa bàn huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang hiện chưa có thị trấn. Đơn vị hành chính gồm có 5 xã: Phú Lợi, Phú Mỹ, Tân Khánh Hòa, Vĩnh Điều và Vĩnh Phú. Đoạn đang xây dựng kè là nằm trên trung tâm xã Tân Khánh Hòa. Nơi đây đã quy hoạch lên đô thị loại 5, sẽ là nơi trung tâm hành chính, kinh tế, xã hội của huyện Giang Thành, cố gắng phấn đấu lên thị trấn vào năm 2025. Tuyến quốc lộ N1 là trục giao thông chính đi qua 5 xã trên địa bàn huyện Giang Thành. Có đoạn đã được đầu tư nâng cấp mở rộng và đã thảm nhựa nóng. Còn lại mặt đường quốc lộ N1 chưa được nâng cấp, mặt đường xấu, gồ ghề. Hy vọng vài năm tới sẽ được đầu tư nâng cấp toàn tuyến trên địa bàn huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Dự án xây dựng bờ kè đoạn qua xã Tân Khánh Hòa nằm trong mục đích chống sạt lở bờ kênh Vĩnh Tế, qua đó chỉnh trang nâng cấp đô thị xã Tân Khánh Hòa. Ngoài dự án xây dựng bờ kè đang được triển khai tại xã Tân Khánh Hòa, cũng đang xây dựng quảng trường trung tâm, đường xá đang được mở rộng. Trong video kế tiếp, tôi sẽ khái quát chi tiết và cụ thể hơn về xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian chúc kích xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.